Ok, mọi người đặt hết câu hỏi về test nhỉ? Phan Thành Tung test ở chỗ chat bạn ơi. Đặt câu hỏi mình ở chat, mình chat là mình sẽ thấy hết cả nhà được. Ok. Còn ai có câu hỏi gì nữa không nào? Về test quảng cáo đó nhá. Hôm nay mình chỉ bàn về test quảng cáo. Không không phải chat trên group, ở trong cái phần mềm học luôn, nhưng mà thực sự bây giờ mình không biết bên màn hình bên các bạn như thế nào nên thôi thì đành anh nào hỏi thì hỏi, anh nào không được thì chấp nhận vậy. Hỏi mọi người á, mọi người chat ở đâu thì chỉ đúng rồi. Đúng đúng rồi đấy, Kiên Bùi đấy. Ngân xét để test này, rồi. Tiêu chí để test đối tượng nữ có tiền. Đối tượng nữ có tiền nó liên quan đến target, nhưng mà cái chuyện tiền thì nó đơn giản mà. Ra gặp cái bà nào có tiền thì mình quất thôi. Rồi còn ai có câu hỏi gì không? Hiện tại có 3 câu hỏi này. Test thế nào để không trùng học? Test content như thế nào? Test bao nhiêu lâu? Rồi. Rồi. Test bao nhiêu lâu? Rồi ngân sách. À, tăng tiền sau test, được rồi. Rồi ngân sách, được rồi, về ngân sách test. Rồi. Ai có câu hỏi gì nữa không? Không ai không tư vấn về target hôm nay. Target thì thực chất nó bao la trời biển lắm, chịu. Rồi ok mọi người nha. Rồi ok, bây giờ ai vào sau thì việc vào sau. Mọi người ấn ok hết đi, xem nói có nghe rõ không. Nghe rõ thì ấn ok đi, ta bắt đầu. Toàn bộ ấn ok xem nào. Rồi. Được rồi, mình sẽ bắt đầu vào cái phần test hôm nay. Thì giới thiệu một chút thì ở đây chắc có người biết mình, cũng có người chưa. Thì mình là Cương Bích. Đây là web cươngbích.com của mình. Thì chia sẻ chém gió về Facebook là chủ yếu. Thì hôm nay á thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái vấn đề là test quảng cáo ở trên Facebook. Thì cái test thì ở đây mọi người chắc nghe về cái vấn đề test AB rất là nhiều lần. Nhưng mà thực hầu như mọi người thứ nhất là biết mà không làm. Thứ hai là lười không test. Thì ở đây có ai không 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 test quảng cáo mà chạy không? Mọi người có ai không không thèm test mà vẫn chạy không? Rồi. Vẫn vẫn có. À, test vừa mà. Rồi. Không có tiền để test. Rồi ok. Thì mình sẽ nói qua một chút về cái vấn đề test. Thì về mọi người phải hiểu test AB là cái gì. Thực chất á, test AB á, đầu tiên nó không phải dành riêng cho Facebook, mà test AB nó dành chung, nó là một phương pháp test thử để xem cái phương án nào tốt, phương án nào không. Nó là một cái thử nghiệm chia nhỏ ấy, chia nhỏ ví dụ mình chia nhỏ hình ảnh nội dung nào tốt, chia nhỏ cái sở thích hành vi nào tốt, hoặc là mình kết hợp cả nội dung hình ảnh lại. Thì càng test nhiều á thì mọi người sẽ biết được cái yếu tố nào nó phù hợp với sản phẩm của mọi người hơn. Ví dụ sản phẩm ví dụ quần áo thì tất nhiên là hình ảnh rồi,
Nhưng mà có những sản phẩm người ta lại không phụ thuộc hình ảnh, người lại phụ thuộc nội dung. Có những cái sản phẩm thì nó lại phụ thuộc rất là nhiều về target. Có những sản phẩm này phụ thuộc rất là rộng. Và đặc biệt là cái quan trọng nhất mà mình nghĩ nên cần test, đó là cái insight, cái mong muốn của cái khách hàng ấy. Thì ở đây á, thì test cho Facebook thì nó áp dụng như thế nào? Thì cái test quảng cáo cho Facebook á, thì mọi người là có thể áp dụng cho bất cứ cái thông số nào ở trên Facebook. Thì mọi người test càng nhiều á, thì mọi người sẽ hiểu rõ được cái khách hàng của mình hơn, và hiểu họ, và để họ mua là hai chuyện khác nha. Các bạn phải đừng có nhầm lẫn cái chuyện bán hàng với Facebook. Thực chất không phải là chạy quảng cáo Facebook được là bán hàng được, hay là thiên về kỹ thuật là bán hàng được đâu. Cái chuyện bán hàng nó bao la lắm. Thì cái này thì mình sẽ nói trước, và sau khi nào đến đặt câu hỏi thì mọi người đặt câu hỏi, vì mình không thể vừa nhìn cái màn hình chat mà vừa trả lời câu hỏi cho mọi người được. Thì cái này mọi người có thể tìm cái sơ đồ poster á, thì mình thấy nó rất là hay. Thì ở đây á, tất cả những cái thông số trên Facebook đều là câu hỏi. Có thể là nhiều bạn hỏi Cương ơi, test chọn là ngân sách trọn đời hay là ngân sách hàng ngày tốt hơn, thì cái đó cũng là phải test. Hay là cái target cho người giàu như thế nào thì suy luận rồi là cũng phải test. Hình ảnh nội dung khách hàng mình cũng phải test, không biết được họ thích cái gì được thì mình phải đi test tất cả từ vị trí quảng cáo. Tất nhiên mà nếu mọi người mà biết được chính xác thì nó test nó nhanh hơn. Mình ví dụ như cái chuyện hôm bữa mình có một cái bài đi câu cá với chuyện là quảng cáo Facebook ấy, thì khi mà mọi người test quảng cáo thì ví dụ bây giờ ở trong hồ nước á, thì cái nào nó cũng có cá hết, nhưng mà mình phải nghiên cứu cái con cá đấy trước, nghiên cứu là nó ở tầng nước sâu chẳng hạn. Thì ok, mình tầng nước sâu khoảng 30 40 phân thôi, mình chỉ test lần lần mò mò tầng nước sâu thôi. Chứ bây giờ các bạn test nhiều khi test thì test quá, test lại chơi nả cả từ tầng mặt nước test xuống thì cả mét nước đấy, thì tiền đâu cho nó lại. Nên là test thì mọi người cũng phải suy luận để mà test, chứ không phải là cứ cắm đầu cắm cổ test không được. Ví dụ trường hợp mình có đợt trước mình có gặp một bạn, đó là bạn ấy đi test về cái test tuổi, mà đó là sản phẩm giày. Thì bởi vì mọi người trên mạng thì cũng chia sẻ là test chia nhỏ ra rồi từng cái, nhưng mà với sản phẩm ấy nó áp dụng lại không được, nên mình không thể cắm đầu như vậy được. Bởi vì là nếu cái sản phẩm giày ấy chẳng hạn thì chênh nhau 2 3 tuổi vẫn mua được, mà cái chuyện test thì nó còn phụ thuộc vào cái ngân sách nữa. Thì tí nữa mình sẽ nói cho các bạn về cái ngân sách để test trong cái những cái kinh nghiệm mà mình sẽ làm. Đây là hôm nay là cái buổi chia sẻ thôi nhá, không phải dạy hay là gì, tức là mình sẽ cùng nhau trao đổi. Ở đây thì chắc cũng có rất là nhiều anh em mà chạy còn tốt hơn mình, nhưng mà họ cũng không có thời gian để họ chia sẻ cho mọi người. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái test. Thì đầu tiên á, mọi người nghĩ là phải test cái gì trước trong cái đám này? Mọi người thông thường thì test tuổi, nội dung, tuổi. Rồi, ok. Thì cái test này á, thì mỗi người nó có một quan điểm, nhưng mà cái quan điểm của mình á là đầu tiên là phải test nội dung trước. Bởi vì mọi người biết sao không? Cái nội dung nó rất là dễ test. Mình không Khi mà test nội dung ban đầu á thì mình không phải nặng nề cái chuyện mà gọi là chuyện target đúng hay sai đâu. Mình đơn giản là một cái phép thử như thế này nhé, mình thử thôi 1.000 người thôi, bao nhiêu người tương tác với cái mẫu quảng cáo của mình, coi như 1.000 người bất kỳ đi, hoặc là 10.000 người bất kỳ đi, thì các mẫu quảng cáo bao giờ nó
cùng sẽ lên cái kết quả nó khác nhau, khi nào có cái cao và khi nào có cái thấp. Đó là chuyện test đầu tiên. Bởi vì là sao? Khi mà mọi người không test nội dung trước á, cũng giống như bản thân mình thôi, mà khi test quảng cáo đầu mình lười. Mình lười mình không test nội dung. Đến một lúc đó là lười không test nội dung thì khi mình đi thử target, thử tuổi á thì mình không biết là ô mình không biết do nội dung hay là đấy. Ví dụ bây giờ mình tìm một cái target rất là chuẩn nhưng mà ô trời ơi thôi rồi là nó tệ, nó không được, và mình cứ nghĩ là do target nhưng mà không phải, là do hình ảnh nội dung, nên mình rất là hoang mang. Nên cái chuyện đầu tiên á thì là phải test nội dung trước, bởi vì là mọi người phải hiểu cái bản chất quảng cáo á. Mình hiểu đơn giản thôi là cái quảng cáo Facebook á nó như là một dạng spam cao cấp ấy. Mình ném cái tờ rơi vào mặt người ta đấy, mà tờ rơi nó còn thiết kế đẹp đẹp thì được, nó còn giữ lại nó xem, chứ còn mà vớ vớ vẩn vẩn thì nó vứt xuống luôn. Chứ bây giờ thực chất họ có tìm kiếm mọi người đâu, không, người ta lên Facebook để giải trí, người ta đọc những thông tin hay đấy, thì người ta thấy màu quảng cáo của mình nó phù hợp, mình target là gần gần. Nên là đợt trước mình có đi nghe có anh Đỗ Nguyễn Chí Khang nói chuyện về quảng cáo Facebook ấy, thì mình ghi nhận một cái rất là hay, đó là người ta gọi nội dung hình ảnh là khẩu súng, tức là có thể bắn từ xa, và còn target chỉ là dao, bởi vì sao, dao nó phải kề vào cổ mới giết được người ta được. Còn hình ảnh nội dung các bạn làm đẹp thì các bạn target có trật các bạn vẫn bán được. Chứ còn bây giờ mà mọi người mà làm quảng cáo Facebook á mà gọi là làm nội dung hình ảnh tệ á thì chắc chắn là thất bại. Thì bây giờ có một cái câu hỏi cho mọi người ở đây á, là bốn cái màu quảng cáo đấy đấy đây nhá. Đây là màu thứ nhất này, là hình cái ba kích này. Màu thứ hai là hình cái ông già này. Màu thứ ba là hình một đôi. Cái ba kích là cái sản phẩm bổ trận tháng dương tăng cường thể lực cho các ông nhá. Khả năng là ở đây có nhiều con trai nên ai cũng biết. Thì ở đây ví dụ có ba hình ảnh, bốn hình ảnh thế này. Hình đánh số nhá, một này, hai này, ba này, bốn này. Đấy. Cái này thì khả năng mọi người có những người thấy bài giảng của mình rồi, thì nếu còn những ai chưa thì mọi người thử đoán xem là ba cái màu quảng cáo này thì màu nào bán được. Đầu tiên là màu nào tương tác tốt á. Màu nào tương tác tốt nha. Tương tác tốt. Rồi mọi người trả lời hết xem nào. Đưa ra chính kiến của mình đi chứ. Màu 1. Màu 2, màu 4. Đấy nhá, dẹp dẹp đây cho mọi người thấy nhá. 2 2. Đấy, rồi. Rồi. Cái màu 2 á thì nội dung nó hơi khác một chút, đó là mình lấy một cái bài báo trên mạng á, mình viết là bí quyết giúp cụ ông ở Nghệ An sinh con ở tuổi 90. Thoạt nhìn thì ngờ cụ đang ở tuổi 60 nhưng mà cụ đã sang tuổi 90. Thì ở đây thì rất là nhiều người trả lời đúng đáp án là đáp án 2, là nó tương tác rất là nhiều. Nhưng mà có một cái vấn đề á, là tương tác mọi người biết nó tương tác làm gì không? Tương tác là nói cụ máu thế rồi, cụ giỏi thế. Rồi 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 là không bán được hàng. Chả bán được cái gì hết luôn, bán rất là kém, vẫn bán được mà giá comment cực kỳ rẻ luôn. Thì bởi vì nó tương tác cao mà. Các bố cứ thấy hình ảnh hấp dẫn là các bố nhảy vào thôi. Thì để đỡ mất thời gian của mọi người á thì đó là cái mẫu số 1 là bán được hàng nhiều nhất. Trong khi thì bản thân của mình khi mà làm mẫu quảng cáo này á là mình nghĩ là mẫu số 3. Chứ không 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 nghĩ mẫu số 1, thậm chí đôi khi còn kỳ vọng cái mẫu số 4 một chút. Chứ còn mẫu số 1 thì ngày xưa mình làm chưa có kinh nghiệm thì mình bảo chắc là không được. Thì cái hình ảnh nội dung ở trên Facebook á thì mình sẽ nói qua mọi người một chút.
một chút nha, bởi vì mình không phải là làm hình ảnh nội dung. Đó là cái hình ảnh nội dung á, đầu tiên là phải gây được sự chú ý. Còn chưa biết như thế nào cả. Còn hình ảnh nội dung mà mọi người biết nội dung mà nó tốt là như thế nào không? Hình ảnh nội dung tốt là nó bán được hàng, có tiền là nó tốt rồi. Mấy thằng quảng cáo bựa nó quảng cáo tốt đấy thôi. Đây là một ví dụ cho quảng cáo bựa. Đấy. Ví dụ đây là mẫu quảng cáo bên này. Nó hai cái này nó cùng bán một sản phẩm thôi. Đó là cái sản phẩm là cái đế mà để chân mà để đi vệ sinh ấy. Mà cái mẫu quảng cáo bên này 1.000 một ngày cho điều thần kỳ rồi học ị một cách pro á. Không ai mua. Nhưng mà mẫu quảng cáo bên này thì nó lại thành công. Thu mua cứt khô cứt tươi toàn quốc. Sáng dậy các bác đã vứt đi 5K các bác biết không? Sau đó là một đống hình như này. Và cái lượt traffic nó kéo vào cái web này khủng khiếp luôn. Thì cái sản phẩm này thì nó làm được như vậy bởi vì là, tại sao? Bởi vì là nó bán được hàng là được. Chả quan tâm. Mà thực chất cái sản phẩm này thì cũng chả ai biết, nhưng mà nếu người ta vào người ta xem thấy hay ho thì người ta cũng mua hàng cho bọn nó. Nên là cái việc đầu tiên á là phải test hình ảnh nội dung trước. Thì mọi người ví dụ ở đây là hai cái màu hình ảnh của nội dung thôi. Thì cái màu này mình lấy về. Thì có một màu bên tay trái mình và một màu bên tay phải. Thì mọi người có để ý á là hai cái này đều là 10.000 lần hiển thị. Mà một thằng này nó được tận 237 click, mà thằng này chỉ có 187 click thôi. Thì thằng này chốt được 28 đơn mà thằng này có 16, và tính tổng chi phí á cùng ngừng lấy tiền, nhưng mà thằng này chỉ có 5,3 đô mà thằng này lên tận gần gấp đôi 10 đô. Thì cái hình ảnh nội dung nó ảnh hưởng đến kinh khủng đến quảng cáo Facebook. Nên là khi mà khách hàng bên mình cũng vậy, nếu mà hình ảnh nội dung tốt là thôi thôi anh chị đừng có chạy, mất cả tiền mất cả công. Cái nguyên nhân tiếp nữa thế mà phải phải quảng cáo mà phải test ở trên, test hình ảnh nội dung trước á, bởi vì nó nguyên nhân như thế này nhá. Ví dụ khi mà mọi đây là một cái bài test lúc này mình dạy đây. Ví dụ bây giờ mọi người đi test đúng không? Thì thông thường thói quen của mình mọi người ấy là nếu mà mọi người không test nội dung hình ảnh trước thì mình ở đây có một chiến dịch, một nhóm và một mẫu quảng cáo. Nếu như mình có 3 mẫu quảng cáo. Đấy. Ví dụ vậy. Vậy đúng không? Nếu mà mình đi test như vậy, mình test ba mẫu quảng cáo này xong, và trong khi đó mình không test luôn nữa, mình quất nhảy thêm là một cái nhóm khác nữa. Bây giờ cái nhóm này mình đặt là từ 26 đi đến 28 đi, ví dụ vậy. Thì vô hình chung này mọi người đã rất là phí phạm tiền, bởi vì ở đây nó sẽ sinh ra tận 6 nhóm quảng cáo, và nếu như theo thói quen của mình thì mình test tầm khoảng 3 nhóm. Ví dụ bây giờ mình đang test tuổi đi đấy, và bây giờ ví dụ mình test 4 nhóm thì nó đã ra 12 mẫu quảng cáo. Mà trong khi đó đáng lẽ mọi người chỉ việc phải trả tiền cho một mẫu quảng cáo tốt nhất thôi, mà bây giờ mọi người cũng phải trả tiền cho một loạt thế này, là mọi người đang phải trả trả tiền cho 8 cái mẫu quảng cáo dư thừa. Bởi vì mình biết bài nào tốt đâu. Trong khi đó lúc này mình hỏi á thì có người bảo là test tuổi trước. Nhưng mà theo mình là test tuổi á thì cái tuổi mà trong quảng cáo Facebook là ít thay đổi nhất. Đó là quan điểm cá nhân của mình. Bởi vì một dòng sản phẩm của các bạn thì nó ví dụ như tầm từ 5 đến 7 tuổi thì nó mấy khi mà nó thay đổi lên, chắc còn mấy năm sau thì nó nhảy lên, hoặc là mình nghĩ là rất là ít là khi mà thay đổi tuổi. Thì cái tuổi mình có thể đoán được. Mình có lưu ý mọi người cái tuổi nhé. Không được test quá rộng nhé.
Mọi người test từ từ mình thông thấy nhiều người quất từ tầm 18 đến 30 ấy. Thì thực chất quảng cáo Facebook nó sẽ có những cái hao phí và mình hạn chế cái mức hao phí nhỏ nhất, kiểu như là trong nhà mà 10 người 10 anh em ấy mà chỉ có cho một đứa đi học thôi thì phải dồn toàn lực cho đứa đấy, chứ không phải dồn thằng nào kém hay là giỏi hay là gì mình dồn hết, thằng nào giỏi nhất thì mình dồn tiền vào đấy thôi, không có chuyện là dồn dàn trải tuổi như vậy. Chắc các bạn làm như vậy thì các bạn là không hiểu khách hàng của mình là gì. Thì về cái test hình ảnh nội dung thì mọi người có câu hỏi gì về test nội dung và hình ảnh không? Còn cái mấy câu hỏi chung này thì tí mình sẽ trả lời sau cùng, bởi vì nó cái mấy cái mọi người hỏi đây thì nó nằm ở phần sau cùng, ngân sách test hay là content. Nếu mà không có câu hỏi gì thì mọi người ấn số 1 hết đi. Không phải hình ảnh, không phải lấy đại hình ảnh, mình khi mà mình làm hình ảnh nội dung á là mình lấy ba cái hình ảnh mà nó tốt nhất của mình á, tốt nhất ấy, và nó phải khác nhau, hoặc là ba nội dung nếu mà test đúng ra á. Mọi người để ý cái hình này này, mọi người để ý cái hình này, ví dụ bây giờ đây người ta đây có ba cái bức ảnh đấy chẳng hạn, thì nó sẽ có mỗi bức ảnh này cần ba tiêu đề, ba tiêu đề đấy, sáu nó thành nhân lên thành 45 đấy. Mỗi cái này là một cái sở thích khác nhau nữa, người ta test như vậy ấy. Không, lưu ý mọi người một cái này nha, mình cũng quên mất không nói, đó là bạn Trung Lê thì có hỏi là vậy không nên test một nhóm ADS nhiều, tức là một nhóm nhiều quảng cáo không nha mọi người nhé. Test mọi người, bởi vì khi mọi người bỏ quá nhiều mẫu quảng cáo trong nhóm ấy là nó đã không cắn tiền đều nhau rồi. Thông thường thì mình để khoảng 3 bài thôi. Còn nếu mà mình mọi người để nhiều hơn á thì có thể nó gặp trường hợp mà nó không chạy là một. Thứ hai là có cái nó cắn tiền, ví dụ test 100 ngàn trong một nhóm mà có 5 quảng cáo phải. Không phải cái nào cắn 20 ngàn hết á. Cái mà ở trên cùng á nó là cắn nhiều nhất và cái ở dưới cùng á là cắn ít nhất. Nó không phân biệt nên là cái mẫu quảng cáo là ưu tiên á thì mọi người nên xét nó sau cùng. Xét nó sau thì nó sẽ nằm ở phía trên và nó sẽ cắn tiền được nhiều hơn. Mình đánh giá thì mình lại phải chia số tiền ra cho cái lượt tương tác hoặc chia số tiền cho cái lượt comment. Bạn Tấn Đổ Lộc có hỏi là test nhiều quảng cáo trong một nhóm hay nhiều nhóm quảng cáo mỗi nhóm một bài. Không, khi mình test cái gì á là mình phải để tất cả các cái trường hợp khác nó đứng yên và mình cái đó thay đổi thôi. Nếu như mà mình test hình ảnh nội dung á thì mọi người chỉ để nó trong một nhóm. Giống như mình so sánh hai con người với nhau á thì mình phải để cho nó ở trong một cái trường hợp thì mình mới so sánh được. Chứ không thể là đặt thằng này ở một điều kiện, thằng kia ở một điều kiện để mình so sánh được. Với lại tức là khi test hình ảnh nội dung thì mọi người để trong một nhóm và cho nó cùng trong một điều kiện. Còn cái target thì mọi người có thể lấy những cái target mà nó mọi người cho là chuẩn nhất để test. Không không đầu tiên test hình ảnh nội dung đừng có nặng nề quá chuyện target. Chỉ để phản hồi khách hàng thôi. Ok, vậy thì không có câu hỏi nào nữa thì mình sẽ đi qua cái phần khác. Không phải test hình ảnh nội dung nữa. Cùng một nhóm tiền không đều thì mình bảo làm ba cái màu thôi, sau đó mình sẽ chia tiền đã. Ví dụ mình ví dụ cái màu ấy tiêu 20 ngàn mà nó có 3 comment, nhưng mà thằng kia tiêu 10 ngàn mà có 3 comment thì tất nhiên là cái thằng 10 ngàn nó tốt hơn. Còn đừng có làm nhiều quá thì nó cũng tự cạnh tranh nhau, nó không tốt và nó cắn tiền không đều. Thậm chí mình mấy cái màu xét quảng cáo chạy vào sau nó còn không thèm cắn tiền. Là mẫu cái gì nhỉ, đạt nguyền nhỉ? Không, cái này hôm nay anh không hướng dẫn về thao tác được đâu, hôm nay chỉ hướng dẫn mọi người về cách làm và tư duy thôi,
Cho thao tác thì làm sao mà hướng dẫn hôm nay được. Thao tác thì mọi người tìm lên Google đầy. Rồi, ok. Thì ví dụ cái test tiếp theo á là mọi người phải đi test về cái sở thích. Bởi vì sau khi mà mọi người test hình ảnh nội dung á thì ở trong bảng mà phân tích quảng cáo á thì mọi người cũng có thể đọc được một chút về cái độ tuổi nào nhiều comment này. Thông thường thì mình trả lời luôn cái câu hỏi là thời gian test thì bao nhiêu. Thông thường thực chất mà test cho bài bản thì nó test khoảng 1 tuần. Bởi vì mọi người hiểu như thế này, khi mà mình test á thì nhiều cái khoảng thời gian trong ngày nó khác nhau và cái lượt đối tượng nó cũng khác nhau. Nên là mình phải để cho thời gian nó dài dài một chút. Nhưng mà có trường hợp thì 2 3 ngày thì mình test cũng đã xong rồi. Thông thường test hình ảnh nội dung ấy, thì sau 1 ngày là được. Nhưng mà đi test về target thì nó cần lâu hơn. Còn hình ảnh nội dung thì nó nhanh lắm mà. Khi mà mình test 3 mẫu quảng cáo thì tầm khoảng 1 ngày sau 24 giờ thì nó đã thấy ngay kết quả là cái mẫu nào tốt, mẫu nào không. Nếu có 3 mẫu thấy ngay lập tức được cái vấn đề đấy. Còn cái thời gian mà test thì tùy. Tức là mình test á, mọi người hiểu á, test là để mình thăm dò thôi, để mình định hướng đi thôi. Đấy, cái này nó lại liên quan đến phần target, nhưng mà để mình định hướng coi mình target đi hướng nào cho nó đúng thôi, chứ chứ không không phải là, nên là mình tìm được hướng á thì mình dừng test. Mà theo thói quen của mình á thì thực chất mình sẽ test liên tục, bởi vì đặc biệt là khi mà chạy, mọi người chạy ngân sách lớn ấy thì cái vấn đề test ấy nó bị hết, nó hết nhanh lắm, nó hết cái tần suất, nó lặp lại nhanh. Thì trong khi mà mình chạy một mẫu quảng cáo tốt á thì đồng thời mình cũng phải đã test nó rồi, mình đi test các cái nhóm mới, có kiểu như là mình tìm kiếm một cái khu vực khác rồi. Ví dụ một ngày mình chạy 500 ngàn chẳng hạn, ok thì mình chạy tầm khoảng 400 thôi, còn có thể là để lại 50 ngàn hoặc 100 ngàn mình đi test nhóm mới, chứ không phải đến đến khi mà nó tụt 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 xuống ở dưới với đầu đi test đâu. Vậy thì làm sao mà kịp mà liên tục được? Thì bởi vì cái sở thích thì nó sẽ, cái tuổi á nó không thay đổi, cái vị trí địa lý á thì nó cũng ít thay đổi luôn. Bởi vì vị trí địa lý thì thông thường thì nó chỉ một là thành phố, hai nông thôn. Mà các tỉnh thành thì mình khách hàng thì có một số người họ loại trừ cái thành phần gọi là cái đơn nó hay trả về nhiều thì họ loại ra thôi. Chứ còn tỉnh thành với này nọ thì nó cũng test một lần nó ra. Không 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 cần phải test nhiều hay là lâu la gì cho mất công á. Tuổi cũng vậy, test một lần nó cũng trả. Bởi vì tuổi các bạn có ít khi mà thay đổi lắm. Nên là sau khi mà test hình ảnh nội dung á thì cái vấn đề tuổi thì mình có thể test hoặc là suy đoán. Khu vực thì nó chỉ động mấy khu vực ấy thôi. Thì cái nặng nề nhất á là đó là đi test để tìm ra target. Đúng rồi, thì thả ghim thì cũng phải test vị trí. Test thử được, nói chung tất cả đó, tất cả thông số Facebook của mình đều phải test. Thì cái nặng nề tiếp theo đó là mình đi test để mình tìm ra cái sở thích nào nó tốt, sở thích nào nó không. Thì ở đây thì mình có bán ba sản mình có bán sản phẩm là ba kích chẳng hạn, thì lại tiếp tục câu hỏi của mọi người. Ở đây là mình thông thường theo thói quen của mình á, cái này là thói quen cá nhân nhá, là mình chỉ test 3 nhóm thôi trong một chiến dịch thôi. Nếu mà nhiều hơn thì mình sẽ đẩy ra một chiến dịch mới. Chứ mình ít khi mà mình test tối đa lắm thì 5 chiến dịch, 5 nhóm mà trong một chiến dịch thôi. Mình không test nhiều bởi vì nó cũng không chạy nổi. Chắc là tài khoản mình yếu hay sao, mình tài khoản các bạn mạnh, tài khoản mình chạy không nổi á, nó không thèm cắm tiền luôn đấy. Bởi vì trong này có một câu hỏi là khi mà bị target trùng ấy thì nó không chạy, thì mình tí mình sẽ nói về cái đấy luôn. Nên là mình chỉ để con số đẹp nhất là số 3 thôi. Thì trong này thì ba nhóm này á thì cái bài target thì mình đợt trước có nói mọi người có thể tìm lại cái bài target. Đó là mình sẽ test một nhóm là thứ nhất là rộng. Nhóm thứ hai á là nhóm về trực tiếp, và nhóm thứ ba là nhóm gián tiếp. Thì ở đây có một câu hỏi cho mọi người nha. Mọi người đây là bán sản phẩm ba kích như lúc này thì có ba nhóm. Thứ nhất là Hà Nội này, rộng 100 km này, Nam này,
tuổi thì không nhớ nữa, và target rộng. Bao giờ mình cũng để cái phương án target rộng, bởi vì là phải kiểm tra hết các phương án. Thì mọi người đố mọi người, theo mọi người thì bây giờ mình sẽ có ba target ở đây, đó là target rộng này, cái thứ hai mình suy nghĩ, theo suy nghĩ của mình, theo chủ quan thì mình nghĩ là bây giờ các sản phẩm này thì mấy ông này thích tình dục, mình target này, tình dục học này, rồi tình dục này, quý giời ơi, đủ các thể loại tình dục vào đây luôn, là cái sở thích số 2 ấy. Tức là mình sẽ chia nhóm sở thích ấy. Và cái thứ ba là mình bảo ba kích thì để ngâm rượu. Mà ngâm rượu thì mình là rượu này, đồ uống có cồn này, rồi rượu đủ các thể loại, rồi rượu thuốc, rượu ngâm gì có hết. Thì theo mọi người á, thì ba cái nhóm này thì từ trên xuống 1, 2, 3 thì nhóm nào bán được? 2, tình dục, rượu, bia. 3, 2, 1. 2, 2, 1. 2, 3, 1 và 2. Hết chưa? Còn ai nữa không? Ba sẽ gặp ít đối thủ hơn, cũng là một ý kiến hay. Đúng rồi mọi người, khi mọi người làm test hay làm target nên là mình đừng có đi theo lối mòn. Mình theo lối mòn quá thì cũng không tốt đâu. Bởi vì lối mòn ấy thực chất bây giờ thì cái chuyện target, các bạn cứ nghĩ thế này nhé. Các bạn target chuẩn á, thì cũng một tập đoàn những cái thằng target chuẩn như các bạn, mà suy nghĩ như các bạn. Nên bây giờ cạnh tranh nhau chỉ một nội dung thôi, phải chăm sóc khách hàng thôi. Thì ở đây á, thì lúc đầu mình cùng bản thân mình, khi lúc khi mình làm ấy, là mình nghĩ là cái tình dục nó sẽ test được, nhưng mà và cái rượu bia cơ, mình không bao giờ nghĩ cái phương án 1. Nhưng mà thực sự cái phương án 1 ấy nó lại bán được tốt nhất. Bán vô tư luôn, bán này bán mạnh hơn là hai thằng kia nhiều, và chi phí nó rẻ hơn nhiều, nên là tất cả khi mọi người test á là những câu hỏi thôi, nó mọi người phải đi test để mọi người biết, và phải test nhiều thì mới biết được. Nếu mọi người hiểu cái quy trình test thì còn chứ còn chả có cách nào ngoài test. Bây giờ nhiều khi các bạn hỏi mình target thì mình cũng chịu. Thực chất là mình làm thì mình mới nghiên cứu rồi mình nhớ thôi, chứ còn mình cũng biết đâu mà target với target. Thế bây giờ các bạn có thể test test vô tư, test để thử xem được cái nhóm nào nó tốt. Kể cả mình bán mỹ phẩm cũng vậy. Đợt trước mình bán mỹ phẩm, mình test rồi mì phẩm xuất khẩu, rồi là test tài loe lung tung, rốt cuộc mọi người biết cái gì bán được không? Mình target mấy cái rạp chiếu phim bán được Iron Mail rồi rồi nữa, rất là vớ vẩn, CGV cũng bán được. Rồi nói chung là chả liên quan gì đến mỹ phẩm ấy, nhưng mà đôi khi suy nghĩ hơi điên điên chứ, bảo bọn này bây giờ nó làm tóc, làm đồ, bây giờ nó chả liên quan gì nhưng mà bán được, mình vẫn bán. Nếu thằng nó chả thằng nào giăng lưới thì mình vào đó. Thế là mọi người khỉ nghỉ nó phải hơi khác người một chút thì nó đôi khi nó cũng được. Móc luôn rồi mà chết. Không test thì cùng chết. Target rộng thì anh chỉ để độ tuổi thôi, độ tuổi và vị trí địa lý thôi. Còn thực chất target rộng ở đây thì nó nhiều nghĩa. Thực chất là có sản phẩm nó không cần target, nhưng mà mọi người phải hiểu như thế này nhé. Thực chất nhiều khi nói mọi người không phải target thì nó không phải là không đúng lắm, thực sự là không 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 đúng lắm. Mà nó tại sao mà nó không target? Vì như thế này này. Ví dụ biển chẳng hạn, thì chỗ nào chả có cá, chỗ nào chả bắt được. Nhưng mà
thì cũng phải phân chia ra Bắc Trung Nam, chỗ nào nó nhiều nó ít. Rồi miền Trung cũng vậy thôi. Trung thì nó cũng phân chia ra cái khu vực nào bắt được, tức là mình chia ra để mình biết là cái nào tốt, cái nào không. Mấy bạn học viên bên mình bán giày Target vào mấy cái tâm sự để bán được Eva rồi em vừa lút cộng chả biết được đường nào mà lần với khách hàng đâu. Thực chất bởi vì là mọi người hiểu như thế này nhé, họ họ thích rất là nhiều cái, nên là có thể mọi người xem lại cái bài Target nhưng mà họ 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 thích cực kỳ là nhiều cái sở thích, nên không không riêng gì là mình cứ bán mì phẩm thì Target mì phẩm cả không, cái đó rất là sai lầm. Cái Target ở Việt Nam thì nó không được chuẩn lắm, bởi vì là cái ngôn ngữ của mình nó quá đa dạng và Facebook nó không hiểu được riêng ngôn ngữ vùng miền của mình. Bởi vì là sao, cái sở thích ấy hay là cái mà để mình dựa vào đấy để mình target ấy thì nó theo cái ngôn ngữ, và Facebook một số ngôn ngữ của mình thì nó không hiểu được. Và tiếp theo là mình toàn khai bố láo thôi. Đại học bôn ba thì chắc phải đến 5 cái sở thích đại học bôn ba. Trước có bạn hỏi mình anh ơi sao mà em loại trừ bôn ba rồi mà không hết. Ôi bôn ba nó có tận 4 5 cái ấy. Thì phải loại hết thì nó mới hết được. Tình độ cái gì các ông nào bây giờ mấy cái nick clone thì nick nào quản lý rồi là nói chung nó không không đúng. Còn cái sở thích của mình thì Facebook nó tự phát hiện ra thì nó lại nhiều cái ngôn từ mình không hiểu. Ví dụ mình có cái fanpage là đồ chơi công nghệ thì nó lại gán vào nhóm đồ chơi trẻ em. Nên là nó không được chuẩn. Bởi vì ngôn ngữ nói chung ta ghét ở Mỹ nó chuẩn và nó các cái nhóm. Bạn Tấn Lộc Độ test tỉnh thành không, test tỉnh thành thì mình không bao giờ test như vậy, mình chỉ test toàn quốc. Sau đó trong phần đọc quảng cáo có một cái chỗ phân tích thì mình phân tích được là ở đâu tiêu bao nhiêu tiền này, ở đâu có bao nhiêu comment này, hay là ở đâu giá rẻ này, hay là thời gian nào thì đều có hết. Rồi thì về cái test sở thích á thì ví dụ ở đây thì mình làm về cái này là hải sản chẳng hạn, thì có test những cái nhóm ví dụ như là cha mẹ chẳng hạn, nhóm rộng chẳng hạn, nhóm món ăn chẳng hạn, thì mình đi mình sẽ gom các cái sở thích lại từng thành từng cụm một để mình test. Ví dụ mình gom cái món ăn lại chẳng hạn, món ăn như là bữa cơm gia đình, tôi yêu món ăn gia đình, học nấu ăn rồi tùm lum, rồi mình gom lại. Cha mẹ thì nhiều, cha mẹ thì làm cha mẹ rồi cha mẹ trẻ rồi tùy mình phân chia nha. Ví dụ mình phân chia theo báo chí mình có phân chia theo khác, ví dụ eva.vn hay là baby hay là web trẻ thơ hay là các rồi mẹ đấy là có các hãng sữa đó, tùy mình phân ra để mình bố trí để mình test. Mình phải phân chia được cái nhóm target nhá để mình mới test được, mình mới biết là cái nhóm nào tốt nhóm nào không để mình bơm tiền và đổ tiền vào đấy. Chứ không phải các bạn mình lưu ý một cái nữa là khi các bạn test ấy thì bây giờ mình thấy đa số mọi người test quảng cáo là chắc phải dồi vào đấy tầm khoảng 15 cái sở thích. Có ông thì dồi tầm khoảng 20 cái, 30 cái. Thì khi mà các bạn nhồi nhét cái sở thích ấy thì nó có một cái vấn đề như thế này. Thì lúc này mình có nói mọi người là test quảng cáo trên Facebook á thì nó sẽ xảy ra cái vấn đề là cái phần tiền mà hao phí ấy. Mình test không đúng mà hao phí ấy. Thì có mọi người có để ý khi mọi người test thêm ấy, càng thêm ấy thì cái tệp nó càng lớn. Và ví dụ như mình nói ví dụ nhé, tại sao mà thông thường mọi người test quảng cáo xong mà mọi người không không biết được tại sao nó tốt luôn ấy, bởi vì nó quá nhiều sở thích trong đấy. Ví dụ mình đảm bảo trong 15 sở thích đấy thì mất 10 cái sở thích là mọi người không bán được hàng. Nhưng mà mọi người không biết. Đó là mình ví dụ. Thì đơn giản nếu mình nói tốt ra thì ví dụ mọi người có 10 cái nhóm bán được hàng thì
năm cái nhóm không bán được hàng kia thì cũng là phí một đống tiền trong đấy rồi. Thế bây giờ làm sao mọi người loại ra được năm cái đấy? Thì cũng phải đi test. Chả có cách nào khác. Nên là thông thường theo thói quen của mình ấy, đó là mình chỉ để từ 3 đến 5 sở thích vào một thôi. Đấy. Ví dụ bây giờ mình có hai nhóm, là nhóm làm mẹ và nhóm món ăn chẳng hạn. Thì ví dụ món ăn thì mình chỉ để 5 sở thích thôi. Nhiều hơn thì mình để, thứ nhất nếu mà mình gấp ấy, thì mình test luôn. Mà không gấp thì test lần lượt. Hôm nay mình test 5 cái, ngày mai mình test 5 cái. Ví dụ mình hướng dẫn cho mọi người chút về cái test để mà phát triển test chẳng hạn. Khi mà mình sẽ có hai cái nhóm, đó là nhóm món ăn và nhóm làm mẹ chẳng hạn, thì mình phải xem thử là cái nhóm nào tốt. Ví dụ bây giờ là mẹ mình chỉ có để 5 sở thích thôi, món ăn mình để 5 sở thích, thì ví dụ cái làm mẹ nó tốt thì ok, thì mình phát triển nhóm làm mẹ. Món ăn nếu mà không tốt thì lấy ngân sách qua cho làm mẹ, mà không tốt nữa tắt luôn, tập trung cho làm mẹ. Vì làm mẹ là một trời sở thích. Thì tiếp tục một cái câu đố nữa cho mọi người. Đây là mình bán một cái sản phẩm mà nó là ruốc tôm ấy và mắm tép chưng thịt ấy, tôm chưng thịt ấy, tức là hải sản chế biến rồi ấy. Thì mọi người đoán thử là hai cái này thì cái nào sẽ bán được hàng? Đây là đồ ăn nha. Đồ ăn đã chế biến rồi nha. Rồi mọi người trả lời nào. Tí là mình làm quả lô tô quay số trúng thưởng. 1, 2, 3, 4 người. Tất cả còn lại đâu rồi, đi ngủ hết rồi. Em không nghe là do cái mic của em ấy. Màn hình em đều do máy em luôn. Bởi vì cái này phải phụ thuộc tốc độ mạng của mọi người nữa. Những ai mà bị đơ thì chat của mọi người thì không thể thấy được, bởi vì chỉ có quản trị mới thấy được. Đó là đơ rồi. Rồi, ok. Thì ở đây á, webinar trực tiếp được tầm khoảng 42 phút rồi em ạ. Em tí em xem lại video. Ở đây á thì cái phần mà phần 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 hai cái mọi người nhìn thấy này, mẹ món ăn đây này. Thì đây là bán món ăn nha. Rồi cốt kết cục là chả cái nhóm nào trong cái đám này bán được cái hết á. Mọi người biết là cái nhóm nào bán được hàng không? Là nhóm Hot Deal này, Cùng Mua này, Cực Rẻ này. Ôi rồi mấy cái nhóm trời ơi đất hỡi ấy bán được hàng. Không liên quan gì hết mà bán được hàng tốt hơn hai cái này, kệ nó có lợi nhuận là được. Thì nên là mọi người đừng có hỏi target. Thực chất target chả mỗi thời điểm nó sẽ khác nhau, chả khi nào nó giống nhau. Không, target không phải theo cảm hứng em ạ. Đôi khi là mình dùng nó để phân chia xem chỗ nào tốt chỗ nào không thôi. À anh nghỉ thì chắc là nó thích mua sắm rồi mà, bởi vì đó bán tự nhiên nghỉ điên điên vậy. Thế là nhiều khi mấy cái nhóm nó tất nhiên nó không phải có liên quan, chứ không phải là theo cảm hứng lên thì mà chết. Cảm hứng bao giờ mà test từ mặt nước test xuống là tầm 2 mét nước thì cũng vơ mồm. Vậy sao target tới chính xác thì lại phải suy nghĩ thôi, lại phải nghiên cứu khách hàng thôi. Chả có cách nào khác. Rồi ok. Đấy. Thì ở đây á
là test cái thành phố này, đấy, test tuổi này, đấy, test test bạn nào có dùng thuốc điều kinh thì nói mình lấy cho nhá. Thật chứ bây giờ mà cái thuốc thuốc này như thuốc điều kinh này thì đây cái này không phải thuốc điều kinh mà nó là thuốc trị vô sinh ấy. Thế mọi người ta ghét kiểu gì? Lấy đâu để sở thích mà ta ghét? Rồi. Thì đây đây là cái test cái vị trí địa lý này. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Hải Phòng này. Thì thấy là Hà Nội đắt hơn hẳn. Và ba tỉnh kia thì cũng đắt lối mắt. Thực chất là mình test thì mình mới ra được, còn bây giờ tất cả mọi người nói cái gì thì nó cũng chỉ là dự đoán thôi, nó không biết đúng hay không, nó đúng y như tuân theo sơ đồ Pattern ấy, đó là cái ngôi sao, câu hỏi ngôi sao con bò con chó ấy. Tất cả ban đầu nó cũng chỉ là câu hỏi, muốn biết nó có phải là ngôi sao hay không thì phải test. Khi mà test được rồi biết thằng nào là ngôi sao, thằng nào con bò, thằng nào ngôi sao thì bơm tiền vào, thằng nào con bò vắt được sữa ấy, thì vẫn cứ để lại. Mà thằng nào mà cái màu quảng cáo, cái nhóm nào nó chạy tệ hại nữa thì tắt, bởi vì nó là con chó nó gì ăn và nó không sản sinh ra lợi nhuận. Thì cái vấn đề mà test á, thì đây là một cái test đây này, test để mọi người tìm ra cái gọi là cái sở thích ấy, gọi là khi đây là để mọi người tìm ra cái target ấy. Đấy. Thì thông thường là hình ảnh nội dung trước tuổi đoán vị trí địa lý, sau đó là sở thích. Sở thích thì bắt đầu mình phải chia ra nhóm 1 2 3. Một nhóm đấy thì mình sẽ để tầm 5 sở thích thôi. Nhóm 3 mà nó tốt chẳng hạn thì mình sẽ phát tiền là 3.1. Ví dụ như cái món mà mình nói khi mà cùng mua này nọ nó tốt ấy, thì mình sẽ tìm ra những cái nhóm mà mua bán như vậy mà các mẹ các chị hay vào nữa, những cái shop như vậy. Một nhóm sở thích như hiệu quả. Thực chất hiệu quả hay không thì nó là ở một cái bài phân tích hiệu quả, nhưng mà hiệu quả hay không, nó bán được hàng hay không thì là hiệu quả. Nếu mà thông thường thì xét cái dễ xem nhất là cái comment, mà không có comment thì lại để, nói chung là cái đấy là lại rộng nữa. Thôi thì để một dịp khác vậy để nói xong cái phần test này đi. Thì khi mọi người test xong cái ba chẳng hạn, mình thấy cái nhóm 3 nó ok chẳng hạn, bởi vì nếu mà mình thời gian test nó ngắn hay dài nó phụ thuộc vào đôi khi nó xem nhau và đọc kết quả nó không ra. Xem nhau là nó bị gần gần nó giống nhau á. Nó ví dụ cái này 2 comment, cái kia 3 comment. Còn bây giờ thông thường mà một cái chiến dịch á mà 2 3 ngày đầu tiên mà chạy nó không ra cái gì thì mọi người đừng có cố test 1 tuần. Nó không ra đâu. Cũng có test tùy vào sản phẩm. Tức mình phải đặc thù người dùng. Kết nối mạng thì phải đặc thù người dùng nữa. Thích thì test. Có sao đâu. Thì ví dụ khi mà 3.1, 3.2, 3.3 mình lại có để 3 đến 5 sở thích. Thì nó cái nào ok á thì mình lại phát triển ra tiếp, mình lại ngắt và mình sẽ bỏ nó thành 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. Thì về cái vấn đề mà bơm tiền ấy thì rất là nhiều trường hợp các bạn bị, đó là khi mà test quảng cáo xong thì các bạn bơm tiền vào ngay lập tức. Cái nhóm đấy á thì ví dụ mình chạy test thì mình chạy ngân sách nhỏ mà. Thông thường thì mình test nhỏ, khi mà mình test ấy thì mình sẽ chọn là tương tác là CPM. Tức là làm sao để hiển thị được nhiều người nhất. Về nhiều người nhất thì để mình xem phản hồi nó như thế nào. Mục đích của mình là vậy. Sau đó mình sẽ theo dõi. Cái nào tốt thì mình bơm tiền, bơm thì tất nhiên là
Thì thông thường thì mình bơm ít ít một tầm khoảng 30-40% mình bơm lần, 100.000 thì lên 130 chẳng hạn, nhưng mà lên dần như vậy thì nó rất là lâu. Thì thông thường mình lười á, thì mình sẽ nhân bản thêm một cái nhóm khác và mình bid tiền ngay từ đầu luôn, và mình để một lúc nếu cái nhóm kia nó ổn thì mình sẽ tắt cái cũ, vì nhiều khi cái mới nó lại chạy lại không cũ là ổn. Thì nhiều khi các cái chiến dịch ấy nó là hai chiến dịch khác nhau, đó là nó là không ổn rồi. Thì ở đây thì bây giờ là mình sẽ trả lời một số câu hỏi các bạn về test. Thứ nhất là test không trùng lặp. Muốn mà test không trùng lặp ấy thì mình phải kiểm tra đối tượng. Mọi người vào cái menu trình quảng cáo này, vào đối tượng này. Ví dụ hai cái đối tượng này, ví dụ hải sản đây chẳng hạn và bếp đây chẳng hạn. Đấy, đối tượng này và đối tượng này, đây mọi người nhìn này, cái thằng báo chí là gồm là làm cha mẹ này, tạp chí này, và cái làm về bếp chẳng hạn này, là món nướng này, đồ dùng nhà bếp này, món ngon mỗi ngày dạy nấu ăn bếp gia đình này chẳng hạn, hai thằng này. Rồi thì mình vào ấn hai thằng này, mình sẽ chọn là hiển thị đối tượng trùng lặp. Đấy thì cái này nó đã trùng nhau 24%, tức là trùng nhau 110.000 người. Thì theo cái cá nhân của mình thì tầm mình thông thường mà cứ tầm trồng là tầm 40-50% trở lên là mình bỏ, bởi vì khi mình chạy như vậy thì nó bị trùng trùng target, và hai cái nhóm trùng target với nhau thì nó dẫn đến là cạnh tranh nhau. Đấy rồi câu hỏi tiếp theo là test content như thế nào. Thì cái phần mà test content ấy thì nó, bởi vì khi mà test content nó có một cái vấn đề rất là dở á, đó là cái phần mà phần phần test content ấy thì nó có một cái vấn đề rất là dở, tức là khi mọi người mà chạy đồng một lúc 3 4 nhóm cho một cái content ấy thì không biết là cái nào tốt cái nào không, nếu như mà cái khách hàng của mọi người không comment, tức là có sản phẩm đặc thù nó chỉ inbox thôi. Thì khi đấy thì mình sẽ xem cái mình theo cái kinh nghiệm của mình thì mình sẽ xem cái CPM ấy, mình xem cái nào đắt hay cái nào rẻ thì mình cứ lấy cái rẻ nhất mình chạy tiếp, cái nhóm mình rẻ nhất mình chạy tiếp. Còn khi mình test content ấy thì mình phải test những cái insight khách hàng khác nhau. Ví dụ nhá, là ví dụ đơn giản thôi, ví dụ mình bán cái sản phẩm là nước cam ép chẳng hạn, mình sẽ ra ba cái màu quảng cáo. Ví dụ tại sao mọi người thích uống nước cam ép thì mình sẽ ra ba cái màu là nước chúng tôi là không chất bảo quản này, nước chúng tôi là không phải hàng Trung Quốc này, nước chúng tôi là hàng máy móc là của châu Âu chẳng hạn này. Thì ba cái đó thì sẽ có một cái người ta tương tác nhiều, và test ra thì người ta sẽ tương tác với nhiều cái là không chất bảo quản, vì đó là cái người ta quan tâm nhất. Ví dụ như mình hôm bữa mình có tự tự vọc cái remarketing cho Google lơ mơ thôi, đây mọi người có remarketing Google chỉ mình đó. Mình test ba cái bài quảng cáo mình định chạy cho cái khóa học, mình thử ba cái nội dung. Thì nội dung đầu tiên á là mình ghi á là đây nhá, đây nội dung như thế này, rồi mình nói cho nhanh. Nội dung đầu tiên á là mình ghi là gợi ý tìm target tiết kiệm 80% chi phí quảng cáo. Cái thứ hai á là mình dùng một bức ảnh, và cái thứ ba là mình biểu là bí quyết target. Nếu bạn không muốn thua lỗ thì muốn không muốn tốn nhiều tiền thì học đọc cái này. Và sau khi test như vậy thì mình thấy là cái mà được quan tâm nhiều nhất á là cái gợi là cái tìm target cho quảng cáo Facebook. Tức là cái hành động đó, cái câu đó làm gây cho người ta sự chú ý và người ta click cao. Ba cái mẫu quảng cáo đó đều được đặt trong một nhóm hết, tức là cùng điều kiện như nhau.
và cái màu đó cái số phần trăm hiển thị là cao nhất, tức là lượt click trên tổng lượt hiển thị là cao nhất. Thì từ cái vấn đề test đấy thì mình biết à cái này là vấn đề người ta quan tâm nhất và cái câu ấy người ta thích nhất, và mình sẽ làm lại dựa trên cái đấy và mình chạy trực tiếp. Thì thông thường mà theo cái kinh nghiệm test của mình á là khi mà mình test á thì mình để chạy chạy bài ẩn, chạy bài ẩn ở trên 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 cái chạy bài ẩn ở trong trong trình quảng cáo á, để mình test thử nội dung nào người ta tương tác nhiều, hình ảnh nào người ta tương tác nhiều. Bởi mình test nhiều như vậy nó không nát trang, hoặc là mình có thể đăng lên lịch. Thì khi mình test như vậy thì bài nào ok thì mình đầu đưa ra ngoài, mình sending cho nó tận răng, sending đầy đủ thì mình mới chạy quảng cáo. Rồi có một bạn hỏi nữa là ngân sách để test, thì cái ngân sách để test này nó phụ thuộc vào mình tiền ít hay nhiều nữa, nhưng mà thông thường thì mình tích khoảng 10% ra để test. Và có những sản phẩm nói chắc phải test mất tháng chả ra kết quả gì, tháng nó mới ổn ok rồi người ta mới bán được hàng ấy, không phải chạy. À, nếu mà chạy ok thì cam đó là vòng đời quảng cáo em ạ. Vòng đời quảng cáo thì thông thường thì 10 15 ngày, có khi nó cũng tầm 3 4 ngày, có khi 1 tuần. Nhưng mà mình phải có một cái bảng theo dõi để xem thử nó bị sụt comment hay không, giá nó có sụt hay không, thì mình phải kiểm tra như vậy. Để mình nếu mà thấy nó có dấu hiệu sụt đấy thì mình thay đổi. Thường thường là cam thì không phải thay đổi, thay đổi cái bài viết là được. Có nhiều người chạy mấy năm ấy thôi vẫn có lợi nhuận, vẫn bán được, nhưng ngày nó càng cao. Khách bên anh bên thì có người chạy cái bài ấy, lâu lắc chắc phải nửa năm trời vẫn chạy ấy thôi, nhưng mà nó vẫn đắt hơn ngày kia nhiều. Ngày xưa chạy 1 triệu 2 triệu, bây giờ chạy 5 triệu một ngày thì cũng bằng ngày xưa. Thì cái ngân sách test thì tầm khoảng 10%, còn thông thường test thì cứ để ít ít vậy, 20-30 ngàn một nhóm, thích thì để 100 ngàn. Mình test thì cái nào mình ngồi canh tiếng đọc lần, vài tiếng đọc lần, cái nào không tốt thì tắt luôn cho nó đỡ tốn kém, lấy tiền qua cái khác. Đấy. Test bao nhiêu lâu, thì thực chất là test khi nào nó có kết quả thì dừng, nhưng mà không thể nhanh quá, thì chưa chắc nó đầy chuẩn. Kiểu ví dụ như là mọi người đi ra một cái khu chợ vậy, giữa trưa nóng bức mà mời cái gì mà mời mua hàng người ta ghét ấy. Đó là tùy, mình phải test đủ các thời gian trong ngày. Phan Bình, nếu mình dừng Facebook thì nó trừ tiền thế nào? Dừng thì nó không trừ tiền, dừng là nó trôi một chút thôi mà. Sao là làm sao test giá 50k một ngày là sao? À thì bây giờ mọi người có câu hỏi gì nữa thì hỏi nhá, bởi vì là có một số vấn đề mình định nói nhưng mà quên. Mọi người có câu hỏi gì thì hỏi nốt luôn đi, bởi vì thông thường thì cứ để tự động, thủ công thì khi nào mà ok thì mình hãy để thủ công. Khi mà mình xét được, mình biết cái giá mức tiền của mình thì mình mới để thủ công. Bây giờ 12 giờ 5 để các phòng khách đang ngủ nữa. Thì hẹn lịch sử từ từ, không tắt ngang hẹn lịch sử như nhau. Mà có điều là nếu mà khi mọi người chạy quảng cáo á, một cái nhóm á, mà mọi người chạy chưa đủ 24 giờ mọi người sửa á, thì nó phân phối rất là kém, nhiều khi nó còn chả chạy nữa cơ. Nếu test mà thủ công là như thế nào, cũng không hiểu bạn Tấn Lộc hỏi như thế nào cả. Ok, không mình bỏ qua đi bạn ơi, cái thủ công mình bảo bỏ qua cái đấy đi, đừng có đi sâu quá, không phải lúc, bởi vì cái giá thủ công ấy nó ảnh hưởng đến nhiều cái. Bây giờ thực chất test bạn cứ làm tự động cho mình cho nó nhanh, còn sau này bạn nó lên đến một cái vấn đề khác nữa thì hãy quan tâm cái vấn đề thủ công. Sửa ảnh trong bài post đang chạy thì
Đợt trước anh có mượn một cái máy iPhone và anh sửa được. Còn bây giờ thì anh không có iPhone, anh cũng không lấy cái gì mà thử cho mọi người được cả. Mà bữa trước chính tay anh mượn, anh thử thì được. Đấy, mọi người có câu hỏi gì nữa không thì 12 giờ 10 thì mình nghỉ. Ok mọi người, ok hết chưa? Ok hết thì ấn phím 1 đi. Rồi nếu không có câu hỏi gì nữa thì mình nghỉ. Hy vọng là cái phần chia sẻ của mình thì có thể giúp một phần nào đó cho mọi người được. Cái này thì dựa trên là cái kinh nghiệm của mình làm thôi. Hôm nào live tiếp thì cũng chưa biết được, bởi vì đợt này anh cũng hơi bận. Sắp tới thì nó hơi lăng quăng. Khi nào mà có dịp thì nớ cho mọi người. Rồi ok. Thì chào mọi người nhá. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Thì cái video thì ngày mai mình sẽ up lên trên kênh web ấy, chỗ cương bích.com ấy, thì mọi người chắc sáng mai tầm khoảng 10 giờ sáng thì chắc là có. Và chắc hoặc là mọi người có thể để xem lại cái comment mà hôm nay mọi người trong cái comment ấy mình sẽ đẩy lên đấy luôn nhá. Chào tất cả mọi người nhá.